Chỉ còn một ngày nữa, các thí sinh sẽ bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015. Đây chính là thời điểm chương trình tiếp sức mùa thi của tỉnh Lâm Đồng bước vào giai đoạn nhộn nhịp nhất. Hơn 1.000 đoàn viên thanh niên và sinh viên khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, đang thay nhau túc trực tại 22 địa điểm đón và 11 địa điểm thi trên địa bàn thành phố Đà Lạt, làm cho không khí trở nên rộn ràng hơn. Các thí sinh và người nhà thí sinh của hai tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận đã được lực lượng tình nguyện viên đón tiếp, hướng dẫn, tư vấn nhiệt tình, giúp họ yên tâm và tự tin hơn khi đến với Đà Lạt, Lâm Đồng. Hôm nay trên mọi con đường của thành phố Đà Lạt đều trở nên đông đúc và náo nhiệt hơn. Lượng thí sinh và người nhà thí sinh đổ về thành phố Đà Lạt ngày một đông. Ngoài lực lượng xe ô tô được huy động để chuyên chở, thì cũng có nhiều thí sinh và người nhà chọn phương tiện di chuyển bằng xe máy để thuận tiện cho việc đi lại. Không khí tiếp đón thí sinh và người nhà thí sinh tại 22 điểm đón và 16 điểm thi trên địa bàn thành phố Đà Lạt cũng trở nên rộn ràng tất bật hơn. Lực lượng tình nguyện viên nhiệt tình chỉ dẫn cho thí sinh một cách tận tình và đầy đủ nhất. Lực lượng xe thồ miễn phí cũng sẵn sàng đưa đón thí sinh và người nhà thí sinh đến các chỗ trọ, điểm thi một cách nhanh chóng, an toàn. Với sự hướng dẫn tận tình đã giúp nhiều thí sinh cảm thấy yên tâm hơn, đặc biệt đối với các phụ huynh thí sinh của tỉnh Ninh Thuận khi chưa quen địa bàn Đà Lạt. Đang thi ở trường Tây Sơn, được các anh chị hỗ trợ cho em và chỉ dẫn em tận tình. Em cũng hiểu rõ hơn về các quy chế thi ở đây. Và nhà trọ chỗ ở thì rất là tiện nghi. Và anh thấy rất vui cho em có sự tự tin hơn trong kỳ thi này. Từ Ninh Thuận mà lên tới cái cửa vào Đà Lạt, thành phố Đà Lạt thì là bố con chúng tôi đã gặp được cái như là các anh chị trên cái như tỉnh đoàn và cái trường tình nguyện viên của các cái trường đại học của Đà Lạt cũng đã tiếp xúc với mùa thi rất là vui vẻ và chỉ dẫn đường xá rất là tận tình và chu đáo. Không kể nắng nóng mệt nhọc, màu áo xanh tình nguyện rải đều trên các tuyến phố luôn thường trực nụ cười niềm nở chào hỏi và sẵn sàng hướng dẫn mọi lúc mọi nơi. Các lực lượng tình nguyện viên đầy tâm huyết và nhiệt tình, ai cũng muốn được góp một chút công sức nhỏ bé của mình để giúp thí sinh và người nhà thí sinh vượt qua sự bỡ ngỡ, ổn định chỗ ăn nghỉ, bước vào kỳ thi một cách tốt nhất. Em cũng muốn đóng góp một phần nhỏ của mình cho chương trình để giúp các em có thể tìm được những chỗ trọ tốt nhất để hỗ trợ các em. Đồng thời đó thì cũng giới thiệu cho các em được những chỗ ăn miễn phí hoặc chỗ ăn giảm giá cho các em phù hợp với các em, phù hợp với túi tiền. Và em tiếp sức cho thí sinh với mong muốn là làm sao mà tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh, có điều kiện tốt nhất để đi thi ạ. Thì có chỗ ăn, chỗ ở đàng hoàng với lại không bị là các cò bị dẫn dắt hay là bị chặt chém. Nói chung là đảm bảo cho thí sinh là có chỗ ăn, chỗ ở ổn định để yên tâm đi thi. Để động viên cũng như kiểm tra về công tác tiếp sức mùa thi, tỉnh đoàn Lâm Đồng cũng thường xuyên đến các chốt tiếp đón thí sinh và một số cơ sở ăn nghỉ phục vụ thí sinh. Đã động viên tinh thần và nhắc nhở các tình nguyện viên phải luôn luôn hỗ trợ hết mình cho thí sinh và người nhà thông qua các hoạt động tư vấn, giới thiệu nhà trọ miễn phí và giá rẻ, hướng dẫn nơi ăn uống rẻ, tốt, đảm bảo vệ sinh, hướng dẫn đi lại địa điểm thi, hướng dẫn làm thủ tục thi một cách cụ thể và hiệu quả nhất. Công tác chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh đoàn Lâm Đồng theo phương châm của chúng tôi là sát, trực tiếp và hiệu quả. Có nghĩa rằng các đồng chí thường trực tỉnh đoàn thay nhau thường xuyên và đi kiểm tra các cái chốt, thậm chí rằng giao một ban như ban tuyên giáo trực tiếp cập nhật những cái thông tin hàng ngày. Ban tuyên giáo và ban đoàn kết của tỉnh đoàn là cập nhật thông tin hàng ngày, nghĩa hàng ngày các đơn vị thực hiện được bao nhiêu phần việc, những phần việc nào, những cái nào được chưa được báo cáo về thường trực tỉnh đoàn. Và tôi cũng mong rằng các đơn vị đoàn, thường trực các đơn vị đoàn là phải bám sát trụ sở, đặc biệt nhất các lực lượng trực tiếp tham gia là các bạn phải phát huy vai trò xung kích tình nguyện của mình với trách nhiệm của mình làm sao cho cái kỳ thi của này của chúng ta thành công hơn các cái thi trước. Những gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng luôn vui vẻ, tươi cười, sẵn sàng trả lời từng câu hỏi của các bậc phụ huynh và các em thí sinh của các bạn sinh viên tình nguyện, thực sự đã trở thành một ấn tượng đẹp đẽ. Bằng sự năng động, nhiệt tình, thân thiện của các tình nguyện viên thân thiện trong từng việc làm, sẽ thực sự là địa chỉ tin cậy để thí sinh và người nhà thí sinh tìm đến trong những ngày diễn ra kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tại Đà Lạt, Lâm Đồng.